Cân điện tử Giao Phát xin chào anh chị ạ. Hôm nay chúng ta sẽ bàn đến cân điện tử cân ga vịt anh chị ha. Nhắc đến cân điện tử cân ga vịt thì chúng ta cần đến một cái cân điện tử inox. Vì inox nó sẽ bền hơn trong điều kiện môi trường chuồng trại, nó sẽ chống ăn mòn tốt hơn. Và thứ hai nữa là cân điện tử chống nước thì nó sẽ bền hơn rất nhiều. Vì có không phải là lúc nào cũng phải xịt rửa như thế này. Mà nếu có đôi khi chúng ta đang cân gà, cân vịt mà trời có mưa thì chúng ta vẫn yên tâm chúng ta cân tiếp. Hoặc là sau khi chúng ta cân thì cái cân nó dính phân gà, phân vịt á, thì chúng ta có thể xịt rước rửa như thế này. Thì cân nó lúc nào nó cũng sạch sẽ hơn và nó sẽ bền hơn trong điều kiện sử dụng thực tế. Và một tính năng quan trọng hơn cả đó là cân gà vịt chốt số, nghĩa là khi là chúng ta đặt cái lồng gà lồng vịt lên ổn định rồi thì số nó sẽ khóa lại, nó chốt lại để chúng ta dễ dàng hơn. Và xếp theo thứ tự thì cái cân T với E là cái cân chốt số nè, cũng chống nước nhưng mà không chống nước tốt bằng cái cân D28S và lại cân GBKI520 thời gian trước được đánh giá là tốt nhất. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì đã có DI166SS, đây là cân chống nước tốt nhất và chốt số cân gà vịt thuận lợi nhất cho anh chị luôn. Còn sử dụng cân thì như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm tới cái cân inox TPE để cân gà vịt. Chúng ta khởi động lên, rồi chúng ta lại đặt một cái lồng trống lên để chúng ta âm lồng hoặc là trừ bì á. Chúng ta bấm ta ra là cân sẽ trừ bì. Rồi sau đó chúng ta lần lượt đặt những cái lồng gà lồng vịt có gà có vịt trong đó rồi, thì con số hiện ra chính là con số trọng lượng của gà vịt mà thôi. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ quan tâm tới cái cân DI28S anh chị ha. Cân này thì màn hình số LED xanh, cho nên là ở điều kiện ban trưa thì cho chúng ta cái cảm giác dễ đọc số hơn. Còn cách sử dụng thì cũng tương tự thôi, chúng ta đặt cái lồng lên rồi sau đó chúng ta sẽ bấm ta ra để nó trừ bì cái lồng. Ở đây mình ví dụ minh họa chị ha, cho nên mình chỉ có cân thực tế là một cái lồng thôi. Trong điều kiện sử dụng cân trại thì mình sẽ âm tới 2 cái lồng hoặc là 3 cái lồng tùy theo anh chị. Rồi, cân mà đã chốt số thì cho dù mình có tác động tới cân hoặc là gà vịt nó nhún nhảy thì số nó không thay đổi. Còn đây là cân điện tử GBKI520 inox chống nước và chốt số. Thời gian trước thì được đánh giá đây là cân điện tử tốt nhất trên thị trường, tại vì cái tốc độ chốt số hay là cái mức độ chống nước của cân này gần như được đánh giá là tốt nhất. Thì thao tác cân thì cũng y chang anh chị ha. Chúng ta cũng âm lồng, rồi sau đó chúng ta sẽ đặt cái lồng gà lên như thế này đây, và chúng ta sẽ chờ số này hiện ra và chúng ta ghi thôi. Thì nó chốt cũng rất là chốt là chắc luôn. Và bây giờ thì chúng ta có một cái cân DI166SS, nó được đánh giá là tốt hơn tại vì nó cũng chống nước tốt hơn nè, IP68 nè. Và quan trọng hơn cả là khách hàng có thể cân từng lồng nhưng mà nó vẫn chốt số. Cho nên là xét về tốc độ hay là thời gian cân thì cái việc mà anh chị chọn cái cân này chống nước tốt hơn đó là một chuyện, màn hình số LED xanh đó là chuyện thứ hai tốt hơn. Và chuyện thứ ba là chúng ta có thể cân nhiều lồng và bỏ lên nhiều lần như thế này nè, nó vẫn ổn định và vẫn chốt số. Như vậy thì cái cân này vẫn là cân điện tử cân gà vịt chốt số và chống nước tốt nhất anh chị nha. Và xem xong video lúc này mà anh chị có cái nhìn tổng quan hơn về bốn cái cân điện tử inox để cân gà vịt, đó là cân inox TPE, cân inox DI28S, cân inox GBKI520 và tốt hơn cả vẫn là cân điện tử inox DI166SS. Và xem xong video lúc này mà anh chị cảm thấy những cái cân này nó đáp ứng tốt với nhu cầu của mình và mình cần mua nó, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì cân tự Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đến chị ạ. Xin cảm ơn ạ.